chào mừng cảm ơn quý vị đã đến sự buổi họp này đây là đoạn ghi âm giới thiệu cuộc thảo luận đánh giá biến đổi khí hậu của massachusetts về tác động khí hậu trên toàn tiểu bang hôm nay chúng ta sẽ đề cập mục đích của việc đánh giá khí hậu này các văn phòng điều hành và các vấn đề năng lượng và môi trường Massachusetts sẽ đến tiến hành đánh giá phương pháp để làm cơ sở các việc đánh giá và cuối cùng chúng ta sẽ thảo luận về vai trò các bên liên quan về tiếng nói Mục đích của đánh giá khí hậu là phát triển đầy đủ hơn về các tác động khí hậu và cách những khí hậu ảnh hưởng đến cộng đồng. Sau đó chúng tôi sẽ xem xét những tác động đó và ưu tiên những nhu cầu giải quyết nhất trong bản cập nhật kế hoạch để thích ứng với khí hậu giảm nhẹ nguy cơ của uh, nguy cơ sẽ diễn ra vào năm 2023. Mục tiêu chính của việc đánh giá này là tìm hiểu ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất và ưu tiên các tác động ảnh hưởng nặng nề nhất để công bằng môi trường và các tác động Uh, dễ bị tổn thương về mặt uh, vì là thành phần quan trọng của quá trình đánh giá phân tích này. Tôi sẽ chuyển nó sang cho cô Jackie Wilwood về bên kinh tế công nghiệp để thảo luận về một tác động này đối với cộng đồng của Massachusetts. Sau đây chúng ta sẽ tập trung vào năm hiểm họa của khí hậu và những hiểm họa đó được liệt kê như sau. Uh, điểm thứ nhất bao gồm và cả sự nóng lên nói chung khi số uh, ngày nắng nóng khắc nghiệt tăng lên những ngày lụt uh, những ngày lũ lụt bao gồm lũ lụt của sông cũng như ngập lụt và hệ thống thoát nước quá tải uh, lũ lụt bao gồm những lũ lụt sông cũng như những ngập lụt hệ thống thoát nước quá tải hạn hán, bão và thời tiết khắc nghiệt và nước biển dân có thể dẫn đến lũ lụt vĩnh viễn dọc theo bờ biển cũng như gia tăng các hiện tượng ngập lụt do thủy triều dâng. Ví dụ, các khu vực tầng bị ngập lụt có thể mỗi năm một lần khi thủy triều dâng Cụ thể là lũ lụt thường xuyên hơn khi mực nước biển dâng và những nguy cơ này cũng có thể xảy ra đồng thời có thể gây ra những vấn đề lớn hơn ví dụ một cơn bão lớn khi mực nước uh, biển dâng có thể gây ra lũ lụt và thiệt hại nhiều hơn ở bờ biển hoặc sự kiện nhiệt độ cao hơn uh, đà hạn hán uh, bạn biết đấy cũng có thể là trầm trọng thêm những vấn đề đó vậy chúng ta sẽ qua nói qua từng mối nguy hại này và thảo luận một số ví dụ về tác động do những mối nguy hiểm này gây ra uhm, vì vậy mỗi khi mỗi nguy đầu tiên mà chúng ta nói đến là nhiệt là nhiệt và mỗi trang trình bày này được thiết lập theo cách này nơi chúng tôi sẽ liệt kê mối nguy hiểm ở bên tay trái ở phần giữa chúng tôi liệt kê một số ví dụ về các động lực trực tiếp và mối nguy ở bên phải chúng ta có một số tác động gián tiếp hoặc những cách khác mà những mối nguy hiểm này tác động trực tiếp và gián tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân vì vậy tôi sẽ không nói về tất cả các tác động đối với mỗi trang trình bày này nhưng tôi sẽ nêu bật một số tác động cho mỗi nguy hiểm Uh, vì vậy ví dụ với nhiệt chúng ta sẽ biết rằng nhiệt độ cao hơn có thể xảy ra khói và chất lượng uh, không khí tồi tệ hơn nhiệt độ quá cao có thể gây ra đột quủy Do nhiệt khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với những người mắc một số tình trạng sức khỏe mãn tính những tác động này và tác động liên quan đến sức khỏe khác có thể dẫn đến chi phí chăm sóc y tế cao hơn bỏ lỡ công việc và trường học trong khi bị ốm hoặc chăm sóc một người bị bệnh chất lượng cuộc sống thường thấp hơn khi đối phó với bệnh tật và trong trường hợp nghiêm trọng là tử vong sức nóng cũng đã được chứng minh là có thể làm tăng các ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và nhiệt độ cao hơn cũng đòi hỏi chi phí năng lượng cao hơn để làm uh, mát và cuối cùng ở nhiệt độ đấy có thể dẫn đến thiếu um, nước mối nguy hiểm tiếp theo mà chúng ta sẽ thảo luận là lũ lụt chúng ta đặc biệt tập trung vào lũ lụt ở nội địa không phải là lũ lụt ven biển do nước biển dâng mặc dù có một số điểm tương đồng về tác động của cả hai nhưng lũ lụt gây ra thiệt hại cho nhà cửa và công trình kiến trúc có thể dẫn đến chi phí sửa chữa tiền tệ bảo hiểm cao hơn và đồng bằng lũ lụt doanh nghiệp đóng cửa cả trong khi xảy ra lũ lụt và trong quá trình sửa chữa và dọn dẹp và các vấn đề về côn trùng và động vật Uh, gặp nhấm tiền ẩn sau trận lũ lụt độ ẩm rơi xuống ngập lụt có thể gây ra nấm mốc đặc biệt nếu không được làm sạch chúng uh, đúng uh, cách có thể dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp chúng tôi sẽ uh, chúng tôi đã nghe nói đến chất độc và ô nhiễm cống ránh và một số địa điểm có những loại vật uh, liệu này bị ngập lụt có thể có chi phí dọn dẹp cao hơn ngả, uh, cả những lo ngại về sức khỏe cuối cùng việc đóng cửa đường xá và phương tiện giao thông công cộng có thể dẫn đến một loạt các vấn đề bao gồm việc uh, lại phải nghỉ, nghỉ học ở, ở trường vấn đề Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế Các dịch vụ quan trọng khác Bao gồm sự chậm trễ Trong phản ứng khẩn cấp Nếu có những đoạn đường bị chặn Khiến nhân viên khó tiếp cận uh, Giúp đỡ trong những người Cần giúp đỡ Uh, tiếp theo chúng ta nói có tới hạn hán một số tác động của hạn hán bao gồm năng suất nông nghiệp thấp hơn bạn sẽ thấy một số cây trồng có sản lượng cao nhất ở massachusetts là ngô uh, là Cây các cây trồng những thứ này rõ ràng góp phần vào việc tiếp cận và chi phí lương thực cũng như khi chúng ta nghĩ về việc tiếp cận và chi phí lương thực chúng tôi cũng có nghĩ về những tác động đối với nông nghiệp bên ngoài massachusetts có thể làm gián đoạn hệ thống lương thực và nguồn cung cấp lương thực có những tác động đến ngành nông nghiệp và bạn biết doanh thu đến từ những cây trồng này cũng như thu nhập và sinh kế sự tiếp cho nông dân và các ngành liên quan một số loại táo và siro cây phong được liệt kê này ví dụ chúng tôi có thành phần du lịch và sẽ bị ảnh hưởng À, mặt khác của nông trại cũng là vườn địa phương và quyền tự chủ về lương thực cũng có thể bị ảnh hưởng à, bởi hạn hán. Có những tác động hoạt động giải trí một lần nữa các vấn đề cung cấp nước và căng thẳng hệ sinh thái. ở đây chúng ta bị thiệt hại về thủy sản và mất lớp che phủ của cây cối đô thị mà chúng ta à, biết là đặc biệt dễ bị hạn hán và mang lại nhiều lợi ích đặc biệt là về mặt làm Mát. điều này thậm chí có thể trở nên quan trọng hơn khi uh, nóng nực tác động tiếp theo hoặc tiếp theo là bão và thời tiết khắc nghiệt một lần nữa chúng tôi thấy bão và thiệt hại về nhà tòa nhà uh, do do gió lớn và các mối nguy hiểm liên quan khác có những phương tiện giao thông bị đóng và trì hoãn trong suốt thời gian diễn ra sự kiềm việc dọn dẹp và sự gián đoạn uh, điện uh, tiện ích đôi khi điều này có thể kéo dài nhiều ngày hơn vì tôi chắc rằng mọi người đã quen thuộc lắm rồi tất cả những điều này đều có cùng tác động trực tiếp mà chúng ta đã thảo luận trước đây Um, nhưng mất việc làm như là mất việc làm mất thu nhập đóng cửa trường học trong các sự kiện uh, bão cách ly những người dễ bị tổn thương những người bị uh, yếu già yếu và khuyết tật thí dụ vậy những người có không có khả năng nhận được nguồn cung cấp và các chuyến thăm mà họ có thể cần hoặc chỉ tương tác xã hội mà họ đã quen trong những sự kiện này khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế bị gián đoạn về khả năng đến cuộc hẹn uh, các nhu cầu khác và nếu cần điện cho mỗi thiết bị y tế có thể bị uh, một vấn đề thực sự ngoài ra còn có chi tiêu của nhà nước để đáp ứng ngoài chi tiêu cá nhân gián đoạn kinh doanh một lần nữa cuối cùng chúng ta có uh, khả năng bị thương và mất mạc trong những sự việc uh, nghiệt ngã này Um, cuối cùng là mối uh, mối nguy cuối cùng của chúng ta sẽ đến đến hôm nay là mực nước biển uh, dâng uh, một lần nữa chúng ta thấy sự tàn phá và lũ lụt vĩnh viễn của các ngôi nhà và công trình ven biển có thể dẫn đến toàn bộ vấn đề bao gồm cả um, việc mất tiền thuế cho các um, cộng đồng dựa vào giá trị tài sản chịu thuế ở vùng ven biển uh, các cộng đồng nằm trong các khu vực này sẽ phải rời đi và phải đi rời uh, ra căng thẳng và chấn thương cho cộng đồng đó như tác động tiền tàng đến cộng đồng tiếp nhận xa hơn nội địa bao gồm cạnh tranh về đất đai chưa phát triển và căng thẳng về cơ sở hạ tầng nếu cộng đồng được xây dựng cho các nhóm nhân cư nhỏ phát triển nhanh hơn so với quy hoạch đã tính đến có cơ sở hạ tầng và tiện ích ngập tràn chúng tôi có rất nhiều cơ sở hạ tầng được xây dựng dọc theo bờ biển của chúng tôi bao gồm những uh, thứ như kế hoạch xử lý nước thải vì vậy Vậy, vì vậy tất cả những thứ đó có thể phải xây dựng lại trong đất liền có thể có một số ngành công nghiệp ở bờ biển cả cảng và bến du thuyền bị đóng cửa ví dụ Uh, và một lần nữa về mối đe dọa thải ra vật liệu nguy hiểm về phương tiện giao thông uh, đường thường xuyên bị ngập lụt trong các đợt uh, chìa thủy triều uh, dâng đôi khi được và việc đi lại bị đình trễ cũng như việc đóng cửa các tuyến đường sơ tán bạn biết đấy trong các sự kiện uh, cực đoan khi mực nước biển dâng kết hợp có thể là một vấn đề đối với một số khu vực ven biển cuối cùng chúng ta bị sói mòn bờ biển và đất ngập nước ven biển có rất nhiều môi trường sống quan trọng dọc theo bờ biển có thể dễ bị tổn thương khi thấy mức nước dâng vì vậy chúng ta mới chỉ xem xét về các tác động được sắp xếp theo các mối nguy hại nhưng bạn có thể suy nghĩ về những tác động này theo lĩnh vực trong đánh giá này chúng tôi đang xem xét năm lĩnh vực được liệt kê ở đây là sức khỏe và phúc lợi con người cơ sở hạ tầng quản trị môi trường và việc làm và kinh tế các lãnh vịnh giúp chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên những việc cần làm trong điều kiện thích ứng ngoài ra uh, quý vị có ai có thể có ai có thể chịu trách nhiệm giải quyết các mối quan tâm nhất định rõ ràng các lĩnh vực ngày trồng chéo lên nhau và đây không phải là một ngành khoa học chính xác cũng giống như các mối nguy hiểm có thể tương tác nhưng điều này giúp chúng tôi sắp xếp tác động mà chúng tôi đang thấy vì vậy ở đây chúng ta có một ví dụ sử dụng tác động của mực nước biển dân mà chúng ta vừa xem xét chúng ta có thể phân loại uh, uh, phân loại tác động này theo lĩnh vực của chúng vì vậy ở uh, uh, bây giờ một cách hữu ích khác để suy nghĩ về tác động là theo khu vực vì vậy rõ ràng các mối nguy hiểm khác nhau hiển thị là ở các phần khác nhau của tiểu bang theo những cách khác nhau ví dụ chúng ta đã nói về việc thấy mức có tác động trực tiếp các cộng đồng uh, bè ven biển nhưng uh, có những tác động gián tiếp đến khu vực nội địa cần được tính đến nhưng suy nghĩ về một cách chút khác biệt. Điều quan trọng là phải suy nghĩ theo uh, khu vực vì trong khi một số hành động thích ứng có thể được áp dụng trên toàn tiểu bang chúng tôi biết rằng các chính quyền địa phương và khu vực cũng đang làm rất nhiều việc để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu à, vì vậy sẽ à, rất hữu ích cho những nhóm đó khi biết nơi tập trung cụ thể cho mối liên quan tâm mối quan tâm ở khu vực của họ. Vì vậy, chúng tôi sẽ ưu tiên những tác động mà chúng tôi đang tìm hiểu và cả lĩnh vực mà chúng tôi vừa nói đến theo khu vực trong đánh giá này. Một cân nhắc khác quan trọng như uh, uh, cô Elizabeth đã đề cập là khi chúng tôi nghĩ về những tác động này, chúng tôi sẽ cảm thấy điều quan trọng là ai sẽ chịu trách nhiệm gánh nặng của những tác động này trên toàn tiểu bang. Uh, một để làm điều đó là sử dụng trình bày công lý môi trường Massachusetts. Chúng tôi có thể xác định nơi cư trú của các nhóm dân cư có mối quan tâm về công bằng và môi trường hoặc là EJ. Các bang xác định các khu vực này dựa trên các Uh, chi, uh, các tiêu chí được trình bày ở đây là dân số thiểu số có thu nhập trung bình và trình độ thông thạo uh, tiếng anh những khu vực này có lịch sử ô nhiễm uh, môi trường không cân đối và có nhiều khả năng bị uh, ảnh hưởng bởi các tác động khí hậu trong tương lai À, ví dụ một hộ gia đình có thu nhập thấp hơn có thể khó khăn hơn trong việc à, lắp đặt máy à, điều hòa không khí hoặc các hệ thống làm máy khác trong đợt nắng nóng hoặc các cộng đồng có trình độ tiếng anh hạn chế có thể không được tiếp cận với các nguồn lực à, tương tự để phục hồi sau một sự kiện khắc nghiệt này, vì vậy khuôn khổ của chúng tôi khi chúng tôi đang xác định những rủi ro cấp bách nhất của biển biến đổi khí hậu, chúng tôi đang xem xét tính xét tính không cân xứng của những tác động theo khía cạnh ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những cái uh, thay đổi này. Để minh họa cho quan điểm, chúng tôi có một ví dụ ở đây cho thấy sự gia tăng các chẩn đoán hen xuyễn ở trẻ em trên 100.000 trẻ em. À, đây là nghiên cứu trước đây của cơ quan bảo vệ môi trường bạn có thể thấy điều đó ngay cả khi chúng tôi đang kiểm soát dân số có một sự phân bổ không đồng đều và nơi mà những trường hợp mới này là được dự đoán sẽ xảy ra trong bản đồ này khi bạn so sánh bản đồ đó với một vài bản đồ khác chúng tôi hiển thị ở bên trái bạn có thể thấy rằng có một số điểm tương đồng với các mẫu uh, các mẫu của công trình uh, của trình công lý môi trường ví dụ đó là một số dễ bị tổn thương xã hội ngoài ra còn có một số trùng lập với bản đồ khác trong đó hiển thị các bề mặt không thấm nước như vẻ hè và tòa nhà những thứ này làm tăng thêm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị vì vậy địa lý và sự phát triển cũng xuất hiện ở đây vì vậy tôi nghĩ bây giờ sẽ chuyển lại cho cô Elizabeth để trình bày chi tiết hơn một chút về cách chúng tôi thực hiện đánh giá cảm ơn cô Jackie tôi muốn hướng dẫn bạn qua các giai đoạn chính mà sẽ diễn ra trong bài đánh giá và cơ hội cho ý kiến đóng góp của cộng đồng tại mỗi cơ sở là gì, những gì chúng ta có hiện tại, những gì chúng tôi đang làm gần đây và chúng tôi sẽ sớm kết thúc là xác định các tác động đối với cộng đồng và các nguồn lực chung mà tất cả chúng ta đều dựa vào đó là những gì giai đoạn thứ hai sắp tới của mùa xuân năm 2022 xem xét các thức và những người đang suy nghĩ về các ưu tiên những tác động nào cần được chú ý nhất và một lần nữa quan trọng là xác định ai bị ảnh hưởng nhiều nhất trong những tác động cảm nhận không cân xứng ở, ở đâu thứ ba nhóm kỹ thuật sẽ phát triển các phát hiện dự thảo cho biết đây là những gì mà mô hình của chúng tôi đang đề xuất là những gì có tác động ưu tiên cao nhất cần giải quyết chia sẻ những điều đó với các bên liên quan và uh, tính chỉnh những phát hiện đó để hoàn thiện đánh giá dựa uh, trên ý kiến đóng góp của cộng đồng cuối cùng đánh giá này sẽ trở thành nền tảng hỗ trợ việc cập nhật kế hoạch giảm nhẹ rủi ro và thích ứng với khí hậu của tiểu bang tôi muốn hướng dẫn bạn qua các giai đoạn uh, chính và sẽ diễn ra trong bài đánh giá và cơ hội cho ý kiến đóng góp của cộng đồng tại mỗi cơ sở là gì những gì chúng ta có hiện tại những gì chúng ta đang làm gần đây và chúng tôi sẽ kết thúc cơ là xác định các tác động đối với cộng đồng và nguồn lực chung mà chúng ta đều dựa vào đó là những gì giai đoạn thứ hai sắp tới mùa xuân năm 2022 Uh, xem xét uh, um, cách thức và những người đang suy nghĩ về các ưu tiên những tác động nào cần được chú ý và những uh, và chú ý nhất là một lần nữa quan trọng là xác định ai bị ảnh hưởng nhiều nhất về những tác động đó được cảm nhận không cân xứng ở đâu thứ ba uh, nhóm kỹ thuật và giai đoạn thứ hai sẽ là tập trung vào việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và xác định xem ai là người có tình cảm nhất người có vì vậy chúng tôi sẽ đưa ra danh sách dài và các tác động khí hậu nâng cao các tác động theo khu vực và theo lĩnh vực mà chúng tôi cần chú ý nhất để lập kế hoạch thích ứng trong tương lai tiêu chí chính mà chúng tôi sẽ sử dụng bài tập Uh, bài tập xếp hạng đó là sẽ như những tiêu chí này một là tác động khí hậu nghiêm trọng như thế nào chúng có lớn không uh, họ sẽ mong đợi liệu chúng sẽ lại ảnh hưởng đến những vùng uh, dân cư sự mất uh, cân bằng uh, dân số những tác động hoặc gánh nặng do những tác động đó gây ra nặng nề nhất đối với các tác động dễ thương bị tổn thương về mặt xã hội hoặc những người đang phải đối diện với ô nhiễm môi trường hoặc các gánh nặng khác cuối cùng những khoảng trống về thích ứng mà không có đủ kinh phí hoặc hành động để thích ứng và sự chú ý bổ sung sẽ thực sự giúp ích ở đâu và bạn có thể thấy đó là những gì biểu đồ này ở bên phải màn hình đề cập đến trong trường hoặc không có nhiều lợi ích trong việc thích ứng và khi không có đủ điều uh, kế hoạch hiện tại trong hành động đó là một uh, chỉ báo cho thấy chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn ở đó và nói rằng đây là điều mà mô hình cho thấy chúng ta cần tham gia nhiều nhất trong giai đoạn lập kế hoạch thích ứng đó chúng tôi sẽ đến với các cộng đồng và uh, các bên liên quan và hỏi xem chúng tôi đã làm gì đúng chúng tôi đã bỏ lỡ điều gì ở đây và điều gì cần được giải thích hoặc chấn mặt hơn để thực sự hiểu đầy đủ về cách mà biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến cộng đồng uh, của chúng ta chúng anh, cộng đồng dựa trên thông tin này uh, tin đầu vào đó chúng tôi sẽ tinh trình các phát hiệu của mình và cuối cùng chia sẻ bản thảo đã được sửa đổi chắc chắn là một bản đánh giá đã được sửa đổi với các bên liên quan và sử dụng trong bản cập nhật cho kế hoạch giảm nhẹ rủi ro của nhà nước và kế hoạch thích ứng với khí hậu Xin nói thêm một vài lời về uh, bước tiếp theo có thể tìm thấy thêm thông tin tại trang web này mà chúng tôi hy vọng rằng các cộng đồng và các bên liên quan sẽ tham gia các giai đoạn tiếp theo vào mùa xuân và mùa hè vào tháng 5 và tháng 6 một lần nữa chúng tôi sẽ tập trung vào giai đoạn thứ hai nơi chúng tôi sẽ tìm thấy tìm uh, lấy Cách ý kiến cộng đồng để ưu tiên những tác động đó theo tiêu chí đó. Tôi đã chia sẻ tác động nào là nặng nề nhất. Họ cảm thấy không cân xứng ở đâu. Và chúng tôi cần nhất là tập trung lập kế hoạch để hành động. Sau đó vào tháng 7, tháng 8 chúng tôi sẽ đánh giá cộng đồng về các phát hiện dự thảo và nhận được sự trợ giúp của bạn để tinh trình những phát hiện đó đã xác định các lỗ hổng vào tháng 9 sẽ có giai đoạn lấy ý kiến rộng rãi về bản đánh giá dự thảo và sau đó vào tháng 10 đánh giá đó sẽ được hoàn thiện và một lần nữa sẽ là nền tảng để cập nhật quy trình kế hoạch giảm nhẹ rủi ro và thích ứng với khí hậu của nhà nước. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã tham gia. Chúng tôi hy vọng đây là phần giới thiệu hữu ích về đánh giá khí hậu của tiểu bang và chúng tôi mong muốn được sự tham gia của quý vị xin chào